bạn. Hôm nay đoàn của chúng tôi đang tham dự một sự kiện của Keller Williams ở Mỹ, một sự kiện được tham dự với 18.000 người và vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ cho các bạn rất nhiều cái trải nghiệm về một cái sự kiện bất động sản lớn nhất toàn cầu. Và đây là anh Thomas đi cùng đoàn của chúng tôi. Hello, chào tất cả mọi người. Ok, mình đi. Mình là Kim Tinh, chào đi cùng đoàn với Việt Nam mình trong đoàn được có 5 người. Và hôm nay rất là vui, cái sự kiện rất là đông. Đây, và hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong một trong những cái sự kiện mà sẽ được rất nhiều cái nhà tài trợ của sự kiện Huế đây của mình. Các bạn thấy đó, ở đây toàn bộ là các Asian và các Vega cũng giống như các team leader, các OV của tất cả các nước trên toàn 35 nước trên toàn thế giới đã bay về đây và họ tham gia một sự kiện này family gia đình. Nó giống như là một sự kiện kết nối của toàn hệ thống Thế Đức. Và đây là những cái gian hàng nói về những cái áp dụng những cái công nghệ, những cái app. Chúng tôi sẽ cho các bạn xem một số những cái công nghệ áp dụng về app và trong ngành nghề bất động sản hiện đại. Ở kia anh ạ, ở kia em xem. Và đây là các bạn thấy biết điều gì không ạ? Ở đây là họ đang sắp hàng để được những cái chương trình nhận quà của Khê Đức. Và đây là một trong những cái gian hàng mà nói về những cái app về bất động sản chuyên về công nghệ. Các bạn thấy đó, gian hàng được bố trí cực kỳ chi là đẹp đúng không ạ? Là một trong những cái app áp dụng về công nghệ của bán bất động sản online và cũng có những cái bất động sản đang được giao bán tại Huế đây ở đây. Check lại